Hello, what's good? Chào mừng các bạn trở lại với channel của Jockey Nguyễn. Thì dành cho những ai chưa biết thì các bạn cũng có thể gọi mình là Nhân cũng được. Và channel của mình thì mình sẽ làm về những cái reaction cho những bài nhạc mới và những clip viral trên mạng. Thì chúng ta lại trở lại với series reaction cho những bài hát trên Rap Việt của mỗi tuần. Ok, thì tuần này đã là cái vòng chung kết rồi. Và không có thời gian với các bạn nữa, tới phần intro thôi nào. Let's go. Và mình cũng vừa mới sắm một cái con micro ở đây. Đây thì mình cũng muốn tăng cái gọi là cái chất lượng âm thanh của cái channel của mình lên, nên là tất cả là vì các bạn đó đấy. Ok, và let's go. Ok, thì trở lại với phần reaction do series reaction những cái tiết mục của Rap Việt tuần này. Thì hiện tại thì Rap Việt đã đi đến gọi là những cái tập phát sóng cuối cùng rồi, và đã đến cái vòng chung kết rồi. Thì như tựa đề của video thì cái video này mình sẽ react cho phần trình diễn của D-Lo. Thì dành cho những cái người mà đã xem, những cái bạn mà đã xem những cái video trước đó của mình, video reaction trước đó của mình cho cái phần trình diễn của D-Lo, thì các bạn cũng biết là mình khá là bất ngờ với lại cái phần trình diễn trên sân khấu trước đó của D-Lo. Tại vì D-Lo đã đưa ra một cái đã giải được một cái bài toán rất là khó luôn, và nó gọi là nó khá là ấn tượng, gây ấn tượng khá là sâu sắc với mình. Và hiện tại thì những gọi là cái mình cảm thấy là cái nón vàng của anh Karik thật sự là xứng đáng luôn. Mình nghĩ là D-Lo đã chứng minh được cái việc đó đến gọi là tất cả mọi người rồi. Thì mình rất là mong chờ coi là cái sản phẩm tiếp theo sẽ như thế nào. Ok, let's go. Và trước khi bắt đầu thì mình cũng muốn nói một tí xíu là cái video nhỏ nhỏ ở bên này thì mình sẽ che mờ đi, tại vì lý do bản quyền, nên là rất mong cái sự thông cảm từ các bạn. Còn cái lý do là tại vì mình làm cái reaction video này nó khá cận với cái thời điểm mà ra mắt cái tập phát sóng, nên là rất mong các bạn thông cảm. Còn dành cho những ai mà chưa xem qua cái tập phát sóng này hoặc là muốn xem lại cái tập phát sóng này, thì mình có để một cái đường link ở dưới phần mô tả, các bạn có thể click vào. Ok, let's go, và chúng ta bắt đầu thôi nào. Let's go. Ồ, có đi kít kìa. Ồ. Ồ. Đem cái chai pit grill lên à. Được đấy. Cái chai pit này lúc nào mình cũng gợi nhắc mình tới Pop Smoke hết. Mặc dù cái khoảng thời gian mình nghe Pop Smoke không lâu, nhưng mà thật sự thì nhờ Pop Smoke mình mới biết được cái type beat này. R&B to Pop Smoke. Let's go. Woo. Damn. Ê. Đừng nghĩ tài sản để được mua. Tăng tốc và chuyện. Phóng nhanh như thật xa. Đám ngơ ngác ở đằng sau. Sợ xanh mùn mật ra. Mấy thằng điếc bảo tao là non. Tao không thiết vài con cả con. I'm the king of the race. Chạy cứ thế là bon. Ánh mắt tao cứ sắc như dao. Mày định một tay đưa lên. Chém một trời. Nhạc tao mở lên để tao sẽ cho mày học bài nghe đầu đời. Mọi nhìn tùng hồ và sẽ tìm quyền lực làm thầy như đang tổ mời. Và tao vẫn chất vẫn chạy 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 ở trên bầu trời. Bởi vì tao vẫn còn đang bước thì chúng nó có thể nhận ra được đấy là tao. Chúng luôn có nhiều câu hỏi và tao chỉ có một câu trả lời rằng đấy là tao. Và tao vấn đề không cần lòng vòng vì đó là tao. Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều câu hỏi, quá nhiều câu hỏi. 1, 2, 3, let's go. King of Race. Thì bọn nó biết anh là một trong cuộc đua. King of Race. Cái khúc King of Race. Nó y chang Pop Smoke luôn. Cái vibe y chang luôn, cái giọng trầm trầm khàn khàn. Mình đoán là sắp chuẩn bị sắp tới là sẽ gọi là rất là cháy luôn, là sẽ kiểu như là trước đó mình có nói là cái flow như là khẩu súng như cây Uzi vậy. Khi bọn nó biết anh là vua trong cuộc đua. King of Race. Bước vào chung kết và anh biết không thể thua. King
Hit the wall. Tất cả những gì ta có I'm with it. To the top, sang đôi giọt. Khi anh xuất chiến với gia quân, mọi đối thủ cũng sẽ đến với ngán hút. Bọn chúng sẽ chỉ ngồi và than thân, vì mỗi giây anh lại gấp đôi mã lực. Anh chỉ biết nói là quả thức. Anh có thể đi chậm lại một chút cho nó. King of Race, khi bọn nó biết anh là vô trong cuộc đua. King of Race, bước vào chung kết và anh biết không thể thua. King of Race, khi bọn nó biết anh là vô trong cuộc đua. Tôi mà nói sai chặt đầu đi, chuẩn bị kiểu sẽ có pháp lộ. Coi có không? Phòng chết chặng đua của cuộc đời. Phải vững tay lái trong cuộc chơi. Phải vượt được qua những rào cản. Vinh quang sẽ tỏ sáng rạng ngời. Tất cả những gì mà ta có. Tất cả được tôi luyện mà nên. Đi lâu chỉ là một nhân vật. Chiến theo tốc độ bên là tên. Tâm trên đang dành tăng vào tốc để cho nó nhanh hơn nữa. Phó đi lên phía trước con đường là chạy bên trong con mưa. Lúc người ta được giống bên trong con lửa, bên trong con dần đi. Nhưng con điện bên trong con trên thì có thể ta ngay thua. Tự ao những gì mà mình có. Tất cả được tôi luyện mà nên. Đi lâu chỉ là một nhân vật. Chiến theo tốc độ bên là tên. Oh, mình muốn nghe lại cái khúc mà Bad Flow này. Mình nói có sai đâu đúng không? Damn. Tất cả được tôi luyện mà nên. Đi lâu chỉ là một nhân vật. Chiến theo tốc độ bên là tên. Tâm trên đang dành tăng vào tốc để cho nó nhanh hơn nữa. Còn đi lên bên trong con đường là chạy bên trong con mưa. Lúc người ta được giống bên trong con lửa, bên trong con dần. Thì trong quyết định của những người chỉ là tôi sẽ tạo ra thua. Tự ao những gì mà mình có. Tất cả được tôi luyện mà nên. Đi lâu chỉ là một nhân vật. Chiến theo tốc độ bên là tên. King of Race, đem cái side beat này mình lên thích à, đem cái side beat này lên mình thích quá kiểu à, damn rất là căng đét luôn à, à, đỉnh thiệt chứ à, về cái cấu trúc bài thì à, nói chung là nó cũng ok, nó cũng à, nói chung là mình ý là một cái người gọi là nghe nhạc cũng khá là lâu như mình thì mình cũng có thể đoán được à tiếp theo cái à, gọi là D-Lo sẽ làm cái gì, chỉ có cái khúc mà à, chậm lại một chút hay cái gì mà chậm một chút gì đó thì cái khúc đó à, mình nghĩ là khá là hay, cũng là một cái điểm nhấn trong cái bài hát à, phát về D-Lo thì nhắc tới D-Lo thì chắc là sẽ nhắc đến những cái fast flow nghe rất là chặt chẽ, kiểu nghe rất là rõ gọi là D-Lo hát cái gì à, gọi là rap nói cái gì ở trong cái phần fast fast flow đó thì D-Lo không bao giờ làm mình thất vọng về cái phần này thì sắp tới thì mình không biết kết quả như thế nào, tại vì thật ra thì mình cũng chưa có xem hết cái những cái phần trình diễn trên Rap Việt nữa, tại vì mình luôn muốn làm một cái video reaction nó chân thật nhất và nó như là lần đầu tiên của mình xem vậy, nên là mình về cái tập phát sóng này mình chưa có xem luôn. Theo các bạn thì rapper nào sắp tới sẽ là cái quán quân của Rap Việt mùa 2 sắp tới? Các bạn cứ comment phía bên dưới cái rapper mà các bạn nghĩ là sẽ là cái quán quân sắp tới của Rap Việt mùa 2 nhé. Thì
Riêng mình thì mình cũng chưa quyết định là ai hết, nhưng mà hiện tại trong đầu mình thì mình có thật sự nha, trong đầu mình thì mình có một cái tên không có, nhưng mà phải chắc phải nói về ba cái tên quá, nhưng mà không phải là cái người mà mình muốn quán quân, mà cái gọi là những cái hạng mục mà mình muốn nói thì đối với mình rapper mình yêu thích nhất sẽ là Vinzo. Nếu mà các bạn đã có xem những cái reaction trước đó của mình thì các bạn biết mình là fan của Vinzo rất rất là lâu rồi. Rapper yêu thích nhất của mình sẽ có là Vinzo với lại Lil Wayne. Còn rapper mà kiểu làm mình ấn tượng nhất, những cái rapper ấn tượng nhất thì mình có BY. Thực sự BY kiểu như là blow blow mai mai luôn, kiểu như là rồi kiểu rất là đỉnh luôn. BY và C-Chain, đó là những cái hạng mục của mình. Còn về ý kiến cá nhân mình về quán quân thì thực sự là ở đây hiện tại thì mình nghĩ ai cũng xứng đáng về cái ai, nếu ai có được đăng đăng quang cái quán quân Rap Việt mùa 2 thì mình nghĩ cái người đó sẽ cực kỳ xứng đáng luôn. Tại vì như các bạn thấy là những cái thí sinh khi mà đã vào gọi là vòng chung kết này thì các bạn thấy ai cũng cái nhất là thể hiện được sự tiến bộ nè, cái bản lĩnh của họ cũng như là những cái gọi là tài năng của họ rồi, nên là mình nghĩ cái việc ai đăng quang thì nó cũng xứng đáng hết. Và mình rất là mong những cái thí sinh của Rap Việt mùa 2 cũng như là anh em rapper nói chung thì sẽ nhận được những cái thành công ở phía trước, và mình rất là mong và rất là vui mừng nếu mà các anh em rapper sẽ gặt hái được những thành thành công và những thành tựu phía trước nữa. Thì như mình nói, các bạn cứ comment cái rapper mà các bạn nghĩ sẽ là quán quân của mùa này ở phía bên dưới nhé. Thì mình cũng muốn lại nói lại một tí xíu thì cái video nhỏ nhỏ phim này thì mình sẽ che mờ đi, thì rất là mong các bạn sẽ nhận được cái sự thông cảm từ các bạn. Và dành cho những ai chưa xem qua tập phát sóng này hoặc là muốn xem lại tập phát sóng này thì các bạn có thể click vào cái đường link mình có để dưới phần mô tả. Các bạn kéo xuống một tí xíu thì các bạn sẽ có thấy ba đường link là link Instagram, link Facebook và link TikTok của mình. Thì các bạn có thương mình thì cho mình xin một follow và một like nhé. Và nhớ like cái video này nữa. Thì như mọi khi mình chúc các bạn sẽ có được một cái ngày thật là vui vẻ, và mình mong là mình đã lan truyền cái sự vui vẻ và cái sự tích cực của mình sang cho các bạn rồi. Thì như mọi khi, peace and I'm out. Bow.